Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 26 tháng 12, chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của chính phủ trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Trong 12 tháng năm 2023, chính phủ và các bộ ngành cơ quan đã nỗ lực đầu tư công sức xứng tầm và làm được nhiều việc cho đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế. Trong đó, chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Theo Thủ tướng, tuy đạt nhiều kết quả, song vẫn còn nhiều vấn đề cần làm để hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các thành viên chính phủ phải tiếp tục coi trọng, đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy quá trình xây dựng thể chế nhanh, kịp thời. Đặc biệt coi trọng chất lượng nhằm khơi thông, tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy quá trình phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với bước đi, lộ trình, bước chuyển tiếp phù hợp. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm tối đa chi phí không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế. Thủ tướng lưu ý phải tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành cơ quan, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, lắng nghe ý kiến của các cơ quan, ủy ban của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, người có tâm huyết, ý kiến của nhân dân và tiếp thu, chắt lọc kinh nghiệm quốc tế, áp dụng phù hợp vào điều kiện hoàn cảnh đất nước. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự và phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 ngày 27 tháng 12. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những thành tích chiến công của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trong năm 2023. Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của Chính phủ. Sáng ngày 28 tháng 12, dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2023, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng, nặng nề được giao, góp phần quan trọng và những thành tựu chung của đất nước. Theo Thủ tướng, tập thể ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, làm việc quyết liệt, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và tình hình thực tế để triển khai linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Những vấn đề nóng, phức tạp liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương như giải phóng mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu, phân cấp ủy quyền đã được kịp thời tháo gỡ. Nhờ đó, việc triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải năm 2023 là điểm sáng với nhiều dự án mới được phê duyệt, khởi công mới, cũng như hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường cao tốc, nhà ga hàng không, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên gần 1.900 km và đang triển khai thi công gần 1.700 km. Giao các nhiệm vụ cụ thể cho ngành giao thông vận tải với quan điểm ưu tiên nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát tiến độ, nâng cao chất lượng, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng sân bay Long Thành, dự án lớn mang tính biểu tượng của đất nước, sớm khởi công một số dự án PPP như cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, Giang Nghĩa Trơn Thành, Nam Định Thái Bình. Lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là động lực, là nguồn lực và sự dẫn dắt trong việc xây dựng, khảo sát, thiết kế, giám sát, tổ chức thi công các cái công trình trọng điểm để góp phần đảm bảo cái tiến độ, đảm bảo chất lượng và chống cái tiêu cực, tham nhũng để phát triển nhanh và nó bền vững các cái công trình, các cái dự án giao thông của chúng ta. Trước đó vào ngày 24 tháng 12 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay Điện Biên và 3 dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia, ngành giao thông vận tải. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cầu Mỹ Thuận 2. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nêu rõ, cả 4 dự án khánh thành đều có nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên thời gian qua, tất cả các chủ thể có liên quan, các chủ đầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu, các cán bộ, công nhân trên công trường với sự nỗ lực đồng tình, ủng hộ của người dân đã nỗ lực triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn với tinh thần 3K4K, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, ý chí kiên cường, chiến thắng đại dịch, làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để các dự án đã hoàn thành đáp ứng tiến độ. Theo Thủ tướng, việc khánh thành cùng lúc 4 công trình giao thông này với tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng là một dấu mốc lịch sử. Thủ tướng cho biết còn xúc động hơn nữa khi tại lễ khánh thành được gặp, tri ân và tặng quà 20 chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa, những người đã hy sinh một phần xương máu để góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày hôm nay lại có mặt ở đây để động viên, khích lệ, tiếp thêm lửa cho các thế hệ mai sau tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến, công lao của thế hệ đi trước. Chiều ngày 28 tháng 12, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của chính phủ cho nhiệm kỳ này. Cơ bản nhất trí với các đề xuất về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành để đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia với phương châm một văn bản điều chỉnh nhiều văn bản, áp dụng trình tự thủ tục rút gọn. Để đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, Thủ tướng giao các phó thủ tướng phụ trách các ngành lĩnh vực tổ chức các phiên họp chuyên đề của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia về số hóa các ngành kinh tế với thời gian tổ chức cụ thể. Khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện với cái chủ đề là phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, rồi bám sát cái tình hình thực tế, bám sát cái điều kiện, khả năng của từng địa phương, từng bộ, từng ngành, nhưng mà phải khẩn trương, tích cực và phải có đầu tư, có lãnh đạo chỉ đạo, có tổ chức thực hiện, có sơ kết, có đánh giá. Chiều ngày 25 tháng 12, tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên trong giai đoạn tới theo hướng xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hiện đại và phát triển, xanh, bền vững và bao trùm, hòa bình và hợp tác. Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác Mekong Lan Thương đã trở thành cơ chế quan trọng gắn kết các nước Mekong và Trung Quốc, là hình mẫu hợp tác cùng phát triển và cùng thắng. Thủ tướng cho rằng trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, để 6 nước Mekong Lan Thương vươn lên mạnh mẽ, cần một tư duy đổi mới toàn diện hơn, cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới, quyết liệt, sáng tạo, đột phá. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước Mekong thúc đẩy hợp tác Mekong Lan Thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Chiều ngày 27 tháng 12, phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá rất cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả tích cực Bộ Tài chính đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2023. Cơ bản nhất trí với kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cùng các chỉ đạo của Chính phủ, tình hình thực tiễn triển khai thực hiện ngay kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm 2024, phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan ở Trung ương, điều hành chính sách tài khóa chủ động phù hợp, tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành và dự kiến ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch năm 2024 đề ra. Ngày 29 tháng 12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng cho rằng cần khẩn trương triển khai định hướng kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, sáng ngày 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các công trình văn hóa thể thao phải trở thành biểu tượng của thế kỷ 21 của một Việt Nam hội nhập và phát triển, là điểm nhấn dấu ấn kiến trúc văn hóa trường tồn, góp phần phát triển các ngành công nghiệp xanh như là văn hóa, du lịch. Về một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị phải có phương án tính toán quy mô cấp độ quốc tế, quốc gia, vùng
tiêu chuẩn kỹ thuật, lộ trình, tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đầu tư dự án, công trình văn hóa, thể thao gắn với điều kiện hạ tầng đô thị, dịch vụ, du lịch, bản sắc văn hóa, đời sống xã hội ở các vùng miền địa phương. Mục tiêu cao, thách thức lớn có thể tạo đột phá cho hệ thống du lịch. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào chiều ngày 25 tháng 12. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng quy hoạch hệ thống du lịch là một bước cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, thể hiện quan điểm du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, tiên phong đi đầu và thúc đẩy các ngành kinh tế chuyển đổi xanh. Những nội dung được nêu trong quy hoạch phải xác lập, giải quyết mối quan hệ giữa du lịch với các ngành lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giao thông, dịch vụ thương mại, thuế quan, nông nghiệp, môi trường, an toàn thực phẩm, nhận thức của cộng đồng xã hội cũng như giữa các địa phương vùng miền. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sáng ngày 26 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo nhân lực chất lượng cao chính là tài nguyên quan trọng nhất và nhân tài chính là động lực đột phá để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, bắt kịp, đi cùng và vươn lên. Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo của ngành lao động thương binh và xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị trong tháng 1 năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tham mưu trình chính phủ chương trình hành động triển khai nghị quyết số 42 NQTVK, đồng thời tập trung thể chế hóa các quan điểm chủ trương của nghị quyết 42 NQTVK trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong xây dựng luật công đoàn sửa đổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội theo hướng linh hoạt, hiệu quả, nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tăng cường xã hội hóa, hợp tác công tư trong thực hiện chính sách xã hội. Ngày 28 tháng 12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ phải chủ động hơn, mạnh mẽ hơn trong xây dựng thể chế với cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới để vừa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, vừa thúc đẩy lĩnh vực khoa học công nghệ phát triển. Phó Thủ tướng cho rằng khoa học công nghệ là lĩnh vực dễ có điều kiện để đổi mới cách nghĩ, cách làm nhất, cần có chính sách phù hợp, chính sách đặc thù để phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực hết sức đặc biệt, có ảnh hưởng tác động đến mọi mặt đời sống. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1412 CDTTG ngày 25 tháng 12 năm 2023, chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt, nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô, tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giám sát EVN, TKV, PVN tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nếu có đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1426 CDTTG ngày 27 tháng 12 năm 2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng có các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.